Cái trường trung học cơ sở Trực Thái với 50 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh đã nỗ lực phấn đấu xây dựng nhà trường thành một điểm sáng về chất lượng, một điểm đến tin cậy cho các bậc phụ huynh và học sinh. Thế tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã đoàn kết nhất trí thi đua dạy tốt học tốt, tăng cường đổi mới phong cách quản lý, tạo cái sự chủ động và sáng tạo trong mỗi cá nhân. Nhà trường đã đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá và kiểm tra, tập trung vào chỉ đạo các phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh, rồi tham gia tích cực các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương trên nền giáo dục toàn diện, hài hòa, đức, trí, thể, mỹ, phát triển cái phẩm chất và năng lực cho từng học sinh. Và nhà trường đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và trong các năm học đã đề ra. Phong trào học sinh giỏi của nhà trường luôn giữ vững ở top đầu của huyện. Rồi cái phong trào học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia, nhà trường cũng có học sinh tham gia và đạt giải cao. Đặc biệt là năm học 2014-2015, thì nhà trường đã có học sinh đạt giải nhì trong cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh và huy chương đồng trong cái cuộc thi tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia. Thì nhiều năm liền, nhà trường được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, công đoàn vững mạnh xuất sắc và đạt được rất là nhiều những cái thành tích nổi bật do những cái phong trào của ngành phát động. Và những cái thành tích ấy được đền đáp xứng đáng để ngày hôm nay, cái dịp này đúng là cái dịp mà cả nước chúng ta đang đón nhận một cái năm mới, đang chào mừng năm mới năm 2016. Thì nhà trường vinh dự được nhận huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng. Đây là cái phần thưởng hết sức cao quý và hoàn toàn xứng đáng với sự quyết tâm, sự phấn đấu và rèn luyện một cách nghiêm túc của tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường. Và phát huy cái truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, thì tôi tin tưởng rằng thầy và trò trường trung học cơ sở Trực Thái sẽ nâng lên được một cái tầm cao mới, phát huy và đạt được những cái thành tích mới xứng đáng với cái niềm tin tưởng của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân.